các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Các bạn biết mình đang ở đâu rồi đúng không? Mình đang ở Chợ Rẫy Đồng Tâm, Tiền Giang. Thì các bạn kỳ lắm, bình thường thì các cái khu rừng mà các bạn không đi được thì các bạn hay kêu mình đi review hay là đi các cái tuyến mới. Còn Chợ Rẫy Đồng Tâm cách thành phố Hồ Chí Minh có 80 km thôi, các bạn cũng không chịu đi nữa. Các bạn cũng kêu mình review nữa. Mình chiều các bạn quá, các bạn hư đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ review tất tần tật rắn ở trong Chợ Rẫy Đồng Tâm cho các bạn xem. Tại vì Chợ Rẫy Đồng Tâm là một đơn vị mà nuôi rắn chuyên nghiệp và lớn nhất ở Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem bốn bạn rắn rất là nổi tiếng. Chắc là ai cũng biết bốn bạn rắn này rồi đúng không? Có trọng lượng khoảng từ 12 cho đến 15 kg. Thì ok, bây giờ thì đi vào trong này đã. Xong rồi mình sẽ xem là cái sơ đồ đó, xem là để đi đến cái chỗ nào mà review rắn cho các bạn xem nhanh nhất. Tại bây giờ cũng đang buổi trưa rồi, đang rất là nắng. Ủa sao không thấy ai thu tiền vé ta? Chị? À em để trên rổ, có cần xé không chị? Ok ạ. Tại vì bây giờ tình hình dịch bệnh nên là khách hàng sẽ tự để vé vào trong rổ luôn, không cần phải xé vé nữa. Thì bây giờ mình sẽ hỏi chị xem là chị ơi, mình có cái bản đồ nhỏ để mình dạ. Cảm ơn chị. Bản đồ nằm ở ngay trên bảng thông báo luôn các bạn. Ở đây thì nó sẽ có một số các cái khu hổ rắn, căng tin, chuồng nuôi vượn, nhà nuôi chăn, khu nuôi cá sấu, hòn non bộ, nhà nuôi chim, vườn thuốc nam, chuồng nuôi rắn hổ chúa, khu nuôi rắn hổ chúa, chuồng nuôi cầy mực, vườn lan, chuồng nuôi gấu, khu nuôi rắn hổ mang, chuồng nuôi vượn, nuôi khỉ, chuồng nuôi đà điểu, nuôi công, nuôi chim, khu nuôi nai, khu nuôi ngựa, nuôi ba ba, hồ nuôi rắn, nhà bảo tàng, chuồng nuôi chim. Mình đến Chợ Rắn Đồng Tâm từ năm 2011. Lúc đó thì mình đi với một người Anh. Họ đó cũng có quen cán bộ trong này. Hồi đó mình nhớ là có một cái vụ việc gì đó, có một trại rắn nuôi rắn hổ chúa bất hợp pháp ở bên Phú Yên bắt và bàn giao toàn bộ cái số rắn đó về Chợ Rắn Đồng Tâm. Thì mình có, hồi đó mình có tham quan cái giai đoạn đấy. Sau này khi mà năm 2015-2016 thì mình cũng có đi tham quan ở Chợ Rắn Đồng Tâm một lần, nhưng mà cũng khá lâu rồi. Thì bây giờ năm 2021 mình mới đi tham quan lại. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là ở đây có gì thay đổi không, các cái bạn rắn mà khổng lồ đó bây giờ có còn ở đây nữa hay không ha. Ok, các bạn đi theo mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua một cái quầy bán sản phẩm, nhưng mà cái quầy này thì mình sẽ cho các bạn tham quan sau. Tại vì mình sẽ đi, mình định là sẽ cho các bạn xem các cái bạn rắn mà sống trong môi trường nuôi nhốt và trong môi trường nuôi bán hoang dã đấy trước, rồi sau đó thì mới xem cái phần bán sản phẩm, xem là bên Chợ Rắn Đồng Tâm thì họ có kinh doanh những cái sản phẩm gì liên quan đến động vật hoang dã ha. Ok, bên này có một bể rắn này. Mình thấy ở mô hình, mình thấy mô hình nuôi rắn ở trong Chợ Rắn Đồng Tâm thì đa số là nuôi bán hoang dã. Cái mô hình này cũng khá là phổ biến. Tại vì cái môi trường nuôi bán hoang dã này thì nó sẽ tốt cho rắn hơn là nuôi nhốt trong cái điều kiện nuôi công nghiệp. Thì rắn ở đây sẽ có ánh sáng, ánh nắng và nước theo môi trường tự nhiên, và có không khí, có khí tươi nữa. Nên nếu mà nói về cái bản chất về điều kiện nuôi thì cái việc nuôi bán hoang dã nó sẽ tốt cho rắn hơn, nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là mình sẽ khó kiểm soát cái việc ăn uống của rắn. Cameraman lại đây giùm anh với, để xem ở đây có những loại rắn gì này. Các bạn nhìn thấy phía dưới kia không? Dưới kia là một con rắn hổ mang một mắt kính. Thường thì ở đây sẽ có một cái bảng, nhưng mà cái bảng này thì đang để đây là chuồng nuôi của rắn cặp nong, hay còn gọi là rắn mai gầm, tên khoa học là Bungarus fasciatus. Thì đây là một cái loài rắn rất là nổi tiếng ở vùng Tây Nam Bộ ha, độc khét tiếng luôn.
Nhưng mà ở trong bể này thì đang không thấy rắn cặp nong mà chỉ có rắn hổ mang thôi. Đây rồi. Ở đây cái biển này ghi là rắn hổ mang, tên khoa học là Naya Naya Acha. Có lẽ là cái bảng này làm rất là lâu rồi nên là cái tên khoa học nó không còn còn chính xác nữa. Tại vì ở trong phía nam Việt Nam thì nó có hai loại rắn hổ mang, đó là Naya Cautia và Naya Siamensis. Còn ở đây thì đang để tên cũ là Naya Naya Acha. Thì không biết là thông tin này cập nhật lâu chưa. Ok ok, bên này có rắn cặp nong này các bạn. Phía bên kia đứng không thấy nhưng phía bên này đứng thấy nè. Các bạn nhìn thấy có một đàn rắn cặp nong đang nằm ở trong trong hốc không? Rắn cặp nong thì có các cái khoang ở trên cơ thể màu đen vàng rất là điển hình, nên là rất là dễ để mà nhận dạng ra. Ok ha, bây giờ đi sang khu nuôi nhốt khác đi, tại vì ở đây có rất là nhiều rắn. Đây chỉ là một cái bể rắn đầu tiên khi mà bước vào cổng thôi. Bước vào cổng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bể rắn này nằm bên tay phải liền. Bên này có hai bạn vượn này các bạn. Hình như đây là vượn đen má vàng. Các cái nội dung lần trước ấy, mình có làm ở phía Cát Tiên ấy, các bạn có thấy ở đầu video mình có tiếng của vượn đen má vàng đó các bạn. Ở đây thì có một cái cảnh báo là quay phim chụp ảnh thì không có để gần, tức là mấy bạn này rất là thích nghịch, nên là khi mà các bạn chụp hình các bạn để máy ở gần ấy, thì các bạn này sẽ giật điện thoại, giật các cái thiết bị nghe gọi của các bạn đó, thì nó sẽ gây tổn thất về mặt tài sản ha. Nên các bạn khi mà các bạn quay phim chụp hình thì các bạn để xa ra một chút xíu. Mấy bạn này thì thân thiện thôi nên cũng không tấn công người đâu. Chỉ có một số các bạn khỉ đuôi lợn thì các bạn ấy hơi hung dữ thôi. Còn các bạn vượn này thì thường ít có tấn công con người lắm. Các bạn ấy rất là thân thiện đấy. Vượn đen má vàng thì con được trưởng thành sẽ có một bộ lông màu đen tuyền, má có hai má màu vàng. Còn con cái thì nó sẽ giữ cái bộ lông vàng như thế này cho đến suốt đời luôn. Còn vượn con ấy, vượn con khi mà sinh ra thì vượn con, nếu mà mình nhớ không nhầm thì vượn con sẽ đổi màu lông, nếu mà là vượn đực thì sẽ đổi từ màu vàng sang màu đen, còn đối với vượn cái thì sẽ giữ nguyên cái màu lông ha. Nè, các bạn thấy không, bạn vượn này bạn đang móc cái đồng hồ của mình nè. Tay đưa ra thì không cầm nhưng mà lại thích động vào mấy cái thiết bị điện tử. Ủa, bạn vượn này là bạn vượn cái hay bạn vượn đực hay? Lúc nãy ngồi bên ngoài kia thì mấy bạn này có hú, nghe rất là hay. Ở đây buồn không? Buồn chết đi được nhỉ. Ok, đi tiếp ha. Ở phía bên kia không biết là chuồng nuôi cá sấu hay là nuôi rắn kìa. Để mình dẫn các bạn qua bên đó coi ha. Bên kia có một bức tượng về rắn hổ mang chúa. Nó có một số các cái đặc điểm cũng là bành mang, nhưng mà nếu mà các bạn để ý thì nó sẽ có một số các cái đặc điểm để các bạn có thể nhận dạng nhanh, đó là rắn hổ chúa. Bây giờ đang là mùa ít khách du lịch, và bây giờ đang là trong tuần nên là hầu như ở đây không có khách tham quan nhiều. Ở đây là khu nuôi gì đó nhưng mà hiện tại bây giờ thì đang không có con gì ở trong đó cả. Để mình đi sang khu khác ha.
Ở bên này có một bản cá sấu đây các bạn. Không biết đây là cá sấu gì đây. Đây là cá sấu nước ngọt nhá. Cá sấu xiêm. Tên Việt Nam thường gọi cá sấu này là cá sấu xiêm. Bạn ấy đang nằm ở dưới hồ nước. Khu này có vẻ như là bên kia. Mình dẫn các bạn qua bên kia là chuồng của bốn bản rắn hổ chúa lớn nhất trong trại rắn Đồng Tâm. Bốn bản này thì năm 2011, 2012 mình xuống đây thì các bạn ấy đã có cái trọng lượng khoảng tầm 10 cho đến 11 kg rồi. Rồi đến năm 2015, 2016 mình xuống đây thì các bạn ấy có cái trọng lượng khoảng tầm 13, 14 kg. Còn thời điểm hiện tại thì các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng của công. Bây giờ thì không biết là mấy bạn này bự như thế nào rồi ha. Wow. Có vẻ như các bạn này không có bự lên nhiều, mà có lẽ là lên tuổi nhiều hơn là lên ký. Bạn này ở đây ghi là rắn hổ chúa, hay còn gọi là rắn hổ mây. Thì như các bạn hay bình luận hỏi mình á, rắn hổ mây ở U Minh là rắn gì? Thì rắn hổ mây ở U Minh là rắn hổ chúa nha các bạn. Thường thì các bạn sẽ nghe các cái giai thoại liên quan đến cái tập truyện cười của Bắc Ba Phi, những con rắn hổ mây to như là cái cây vậy đó. Nhưng mà trên thực tế thì không có rắn hổ mây to bằng cái cây ha. Đây là bốn con rắn theo mình ghi nhận, theo mình được biết thì đã được chăm sóc ở đây khoảng trên 10 năm rồi. Mình không nhớ là mười mấy năm, nhưng mà mình đến đây năm 2011, bây giờ là năm 2021 thì bốn bạn này vẫn đang còn ở đây. Vì vậy nên là tuổi các bạn này đã trên 10 năm rồi. Các bạn này đang có vẻ đang đói nè. Các bạn ra đây coi nè, Camera lại đây gần đây giùm anh với. Bạn rắn hổ chúa này là bạn rắn hổ chúa cái. Mình nhớ là bạn này có một thời gian bạn ấy có đẻ ra trứng hay sao. Để mình bạn này đang đói nè, để mình tạo ra cái tiếng động để cho bạn ấy bỏ lại gần để cho các bạn xem nè. Có vẻ như là bạn ấy thấy mình tới gần, bạn nghĩ là mình đang cho bạn ấy ăn nên là bạn ấy đang bỏ lại gần này. Bạn ấy có cái chiều dài khoảng tầm 3m cho đến 3m1 này các bạn coi này. Đó, bạn ấy đã được cho ăn quen rồi nên bạn ấy đang nghĩ là mình cho bạn ấy ăn nên bạn ấy đang chờ mình cho bạn ấy ăn đấy. Bạn rắn này hồi đó lúc mà mình xuống đây ấy, bạn ấy có cái màu vàng và ửng cái màu hồng lên rất là đẹp. Bây giờ bạn ấy vẫn còn cái màu đó luôn. Bạn ấy đang mới thay da xong nên bạn ấy rất là đẹp. Wow. Bạn ấy có cái khung cơ thể rất 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 là lớn luôn. Với cái điều kiện mà nuôi bán hoang dã như thế này ấy, thì rắn sẽ có đủ ánh sáng, chất lượng ánh sáng ở đây là có cả tia để mà xúc tác cái việc chuyển hóa thức ăn đó, vừa là nhiệt và vừa là các cái tia mà giúp cho rắn tiêu hóa tốt hơn. Ở đây có một bãi chất thải của rắn hổ chúa này. Thì mình nhìn ở trong này thì có cả vảy của rắn ráo và vảy của rắn ráo trâu nữa. Thì ở trong trại rắn Đồng Tâm, các cán bộ cho rắn hổ chúa ăn các loại rắn khác. Thì các cán bộ cho ăn cái thức ăn nguyên bản từ ngoài tự nhiên luôn. Camera đi theo anh qua bên này đi để xem ở đây có mấy bạn rắn này. Mình nhớ là có hai bạn rắn màu vàng. Đây là một bạn này, phía bên kia là một bạn này. Còn bạn bên này thì màu đen thì vậy. Bạn này cũng màu vàng luôn. Này, bạn này cũng tưởng mình đang chuẩn bị cho bạn ấy ăn nên bạn ấy cũng đang lại gần đây luôn. Các cái bạn hổ chúa này rất là háo mồi. Này các bạn coi này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Bạn ấy đang phô trương này. Các bạn thường hỏi mình là rắn hổ chúa thường ngóc cao bao nhiêu xa này. Như bạn rắn này thì có trọng lượng khoảng tầm 8 cho đến 9 kg. Thì cái khoảng cách mà bạn ấy đang ngóc đầu lên ở đây cao khoảng tầm 50 cho đến 60 cm này. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm
1/6 chiều dài cơ thể. Các bạn thấy không? Bạn này có một cái cơ thể rất là cân đối luôn. Tại vì cái điều kiện nuôi bán hoang dã, bạn ấy sẽ có nhiều cái không gian để hoạt động hơn, nên là cái chiều dài của cơ thể của bạn ấy nó sẽ cân đối hơn so với lại cái bề ngang của cơ thể. Bạn ấy có một cái mang rất là đẹp. Bạn này là bạn rắn cái chắc chắn luôn. Tại vì nhìn mặt thì bạn này là một bạn rắn cái rất là đẹp ha. Wow. Bạn này có cái màu sắc thật rất rất là đẹp luôn. Bạn bên kia là bạn rắn đực. Đây camera qua bên này giúp anh coi. Đây, qua đây cho các bạn coi. Bạn này là một bạn rắn đực này. Bạn này cực kỳ lớn luôn. Bạn này có cái trọng lượng khoảng tầm 12-13 kg. Wow. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái uy của một vị vua không? Không hề sợ người nha các bạn. Các bạn rắn này khi mà gặp người thì các bạn ấy sẽ cất cái đầu rất là cao lên để phô trương, để thị uy. Các bạn ấy không hề có một chút nào sợ hãi. Đẹp ơi là đẹp. Các bạn biết là mình bị mê các cái loại rắn á. Và rắn hổ chúa là cái loài mà mình quan tâm nhất, mình đam mê nhất. Rắn hổ chúa có một cái uy không phải riêng mình đâu, mà tất cả những người nuôi rắn hổ chúa trên thế giới họ đều cảm được cái sức mạnh, cái sự thông minh của rắn hổ chúa. Vì rắn hổ chúa là một cái loài mà nó đứng đầu trong chuỗi thức ăn của các loài rắn luôn, nên là rắn hổ chúa mang đầy đủ những cái yếu tố mà được mẹ tự nhiên tạo ra để trở thành một cỗ máy giết chóc. Các bạn biết tại sao mình nói như vậy không? Bạn rắn hổ chúa này rất là dài, dài từ... Đây, camera quay giúp anh. Bạn rắn này đang đi vệ sinh nè. Các bạn thấy không? Tại sao mình lại cho các bạn xem những cái đoạn video mà nó không được vệ sinh như thế này, đúng không? Tại vì nhìn vào cái chất lượng của chất thải, nhìn vào cái màu sắc, nhìn vào cái cấu trúc thì mình có thể biết được tình trạng sức khỏe của rắn có tốt hay không. Bạn rắn này có sức khỏe rất là tốt. Bạn ấy được chăm sóc trong cái điều kiện rất là lý tưởng. Thường thì các bạn hỏi là rắn hổ chúa thường có màu gì, thì như các bạn thấy ở đây rồi nhá. Bên kia rắn hổ chúa có màu vàng này. Ở bên này thì rắn hổ chúa có một cái màu sáp, hay còn gọi là gọi là màu gì ta? Màu lưỡng lưỡng như thế này này, không phải là đen tuyền mà cũng không phải là màu vàng hẳn. Bạn này có một cái màu nằm ở trung gian. Vì vậy nên là để mà phân biệt rắn hổ chúa thì không phân biệt qua màu. Các bạn chỉ cần nhìn vào mặt thôi là các bạn đã phân biệt được đó có phải là rắn hổ chúa hay không rồi. Vì rắn hổ chúa thì không thể nào mà nhầm lẫn với các loại rắn khác được ha. Bạn này có cái chiều dài khoảng tầm 3m3 cho đến 3m4. Có ghi nhận trường hợp rắn hổ chúa dài tới 5,5m, nhưng mà đó là theo ghi nhận của các nhà khoa học đi trước thôi. Còn ở Việt Nam thì mình cũng chưa thấy con rắn hổ chúa nào mà đạt đến cái chiều dài như vậy. Như con rắn hổ chúa mà trước đây mình thả ở Đồng Nai đó, thì bản rắn hổ chúa đó nặng tới 21kg và cũng chỉ dài khoảng tầm 3m5, 3m6 thôi, chứ mình chưa thấy bạn rắn nào dài tới 5m5 như là trường hợp mà đã ghi nhận trước đây. Thì đây là cái chuồng mà nuôi 4 bạn rắn lớn nhất ở trong trại rắn Đồng Tâm này. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái dãy chuồng phía bên kia. Ở bên kia có 3 dãy chuồng, mỗi dãy chuồng có khoảng tầm 10 ô chuồng. Mỗi ô chuồng lại được chia ra thành 4 ngăn nữa. Thì bên kia nuôi cái số lượng rắn nhiều hơn bên này, nhưng cái diện tích mỗi chuồng nuôi ở đây thì nó nhỏ hơn, nên mình không biết là cái chất lượng nuôi nhốt ở bên này nó có tốt hơn ở bên kia không. Tất cả rắn ở đây đều là rắn hổ chúa hết này. Ở đây có một bạn rắn hổ chúa cái này. Các bạn nhìn các bạn nhìn qua lưới, các bạn nhìn có rõ không? Các bạn thấy không?
Bạn rắn này thì nhỏ thôi, bạn rắn này chỉ khoảng tầm 2 kg thôi. Bạn này là một bạn rắn cái. Nhìn vào cái cấu hình đầu thì các bạn đã có thể biết được đây là rắn cái, rắn rực rồi ha. Tiếp tục đi thẳng xuống dưới kia đi. Bên này có một bạn hổ chúa đen đực khoảng tầm 5 kg, cũng rất là lớn. Bạn này tưởng mình đang cho ăn, bạn ấy đang nhìn xem mình có cho bạn ấy ăn thiệt không. Các bạn rắn ở đây thì rất là háo ăn, tại vì các bạn biết rồi đó, hổ chúa là một cái loài mà rất là háo mồi luôn. Bạn này là một rắn đực rất là to. Mình nhớ là bên này có 1-2 bạn rắn màu đen bự lắm này, nhưng mà sao không biết sao bây giờ các bạn ở bên này đều là màu vàng và màu lưỡng lưỡng. Có thể là đã đổi từ bên này qua bên kia. Bạn này có cái đầu cũng tương đối bự. Thế các bạn nhìn thấy cái dãy chuồng không? Camera lia hết một lượt đây chẳng hạn. Cái dãy chuồng này rất là dài ha. Thì bây giờ mình sẽ đi đằng trước để xem là có rắn không. Mình coi cho các bạn coi. Ở cái dãy chuồng này thì không có nuôi rắn này. Bắt đầu từ đây thì bắt đầu có rắn tiếp này. Các bạn rắn này cái tình trạng chung thì các bạn đều bị xước phần mặt á, do các bạn háo ăn nên là các bạn luôn luôn dùng mặt để cạ vào thành lưới đó, thành ra là mặt bạn nào cũng bị chảy hết á. Đây các bạn thấy không? Đây là các cái phần da. Các cán bộ chăm sóc rắn ở đây thì sẽ mở chuồng ra để dọn dẹp các cái phần da. Tại vì da nếu mà để ở trong chuồng ấy thì nó sẽ là cái điều kiện, là cái môi trường để cho vi khuẩn, nấm và các loại bệnh nó tồn tại trong cái điều kiện nuôi nhốt. Nên hàng ngày thì các cán bộ chăm sóc rắn hổ chúa ở đây sẽ dọn dẹp. Ở bên này cũng đều là rắn to hết, khoảng tầm 4-5 kg một con. Ở bên này nhìn không rõ nhưng có vẻ là rắn hổ chúa. Ở đây có một bạn cũng rất là to này. Các bạn rắn hổ chúa này rất là thông minh. Khi mà các bạn ấy nghe thấy các cái chuyển động quen thuộc thì các bạn ấy sẽ nghĩ là các cán bộ chuẩn bị cho các bạn ấy ăn, nên các bạn ấy sẽ chui ra này, các bạn thấy không? Đó, các bạn ấy đang bành mang này để phô trương. Các bạn ấy đang xem là cái động thái đó có phải là đang cho các bạn ấy ăn hay không, hay là do khách du lịch đang chọc phá. Bạn này cũng rất là bự. Ở đây thì toàn là hổ chúa thôi. Ở bên kia có 2 bể để nuôi rắn lục xanh đuôi đỏ và rắn ráo thì phải. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Còn ở bên khu bên này thì đa số là rắn hổ mang chúa. Đây là rắn hổ mang một mắt kính này. Naya Kautia. Cái màu này là cái màu đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Các bạn thấy cái màu của bạn rắn này không? Không có đen tuyền mà có một cái màu hơi ngả sang màu nâu. Đều là rắn hổ mang một mắt kính, nhưng mà mỗi một vùng miền thì cái kiểu hình của con rắn nó lại khác nhau nữa. Theo như mình quan sát thì các con rắn hổ mang một mắt kính của vùng Đông Nam Bộ ấy, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai thì nó có cái kiểu hình đen tuyền, một số con thì sẽ có cái đầu màu vàng. Còn đa số rắn của miền Tây Nam Bộ thì đều có màu nâu, màu xám hoặc là màu lưỡng lưỡng ấy. Mình không biết tả cái màu đó như thế nào, nhưng mà
các cái bạn rắn ở miền Tây Nam Bộ thì cái phần màu chuyển rất là nhiều. Ở bên này là chuồng nuôi rùa này các bạn. Chắc bạn nào nuôi rùa thì các bạn sẽ biết được đây là rùa ngoại nhập đúng không? Nhìn có vẻ như đây là rùa Sulcata, tại vì các bạn này bị đất phủ nên là cái màu nó không có rõ ràng lắm. Còn phía bên dưới kia là rùa răng đen, đó là rùa bản địa của Việt Nam. Ok ha. Để mình đi sang khu khác. Ở bên kia có hai bạn thiên nga đen kìa. Các bạn thấy không? Thiên nga đen. Còn bạn này là thiên nga trắng. Các bạn thấy ở trên chân của các bạn này đều có các cái vòng mã số không? Đây là các cái vòng mã để mà quản lý đó. Thì đây đều là các cái loại động vật ngoại nhập ha. Đẹp quá, bạn ấy đang phô cái bộ cánh ra. Còn bên này là một bạn này là đại bàng bụng trắng. Đây là chim bản địa của Việt Nam. Nếu mà bạn nào mà biết về chim thì bạn này ngoài tên đại bàng bụng trắng ra, bạn ấy còn có một cái tên khác phổ thông hơn, đó là đại bàng biển. Bạn này chuyên ăn cá và bắt cá ở ngoài biển. Bên kia có mấy bạn gấu nữa, nhưng mà thôi, để mình dẫn các bạn đi sang khu để xem rắn đi ha. Tại vì mình cũng lười quay gấu rồi các cái loại thú quá. Tại vì như các bạn biết rồi, bây giờ các cái loại thú mà phổ thông đó thì ở trong vườn thú hoặc là trong sở thú nào cũng có ha. Mình đi xuống chợ rắn Đồng Tâm thì mình sẽ tập trung vào rắn thôi. Ở bên này cũng là một cái dãy chuồng để nuôi rắn đó, nhưng mà ở bên này thì ít rắn hơn. Cũng là rắn hổ chúa luôn. Phía bên kia cũng là rắn hổ chúa. Wow, bên này có một bạn rắn hổ chúa cũng rất là to này. Thôi bây giờ đi lẹ qua cái khu vực nuôi rắn hổ chúa này đi, tại vì xung quanh đây ngoài rắn hổ chúa ra thì cũng không có loài nào khác. Mà mình cũng quay cho các bạn xem bốn bạn rắn hổ chúa lớn nhất ở trong cái khu nuôi rắn hổ chúa này rồi, nên là mấy bạn này nhỏ hơn thì cũng không có gì đặc biệt ha. Bây giờ mình sẽ sang cái phần nuôi rắn lục xanh đuôi đỏ để cho các bạn thấy cái mô hình nuôi bán hoang dã của Đồng Tâm. Đây là một trại rắn của quân đội nên là các bạn rắn được chăm sóc cũng tương đối tốt. Ở bên này có một bạn rắn hổ mang một mắt kính này. Đó, như lúc nãy mình nói đó, các bạn hổ mang một mắt kính ở miền Tây Nam Bộ này thì có cái màu sắc nó rất là đa dạng. Ở bên này có một bạn kỳ đà nước à. Mình nhớ lúc trước khi mà mình xuống đây á thì có một bạn kỳ đà nước rất rất là to luôn. Còn bạn này thì không to lắm. Bây giờ đi sang bên khu nuôi rắn lục đuôi đỏ đi. Bây giờ là 12:05. Bây giờ đang nắng đỉnh điểm luôn các bạn. Ở xung quanh đây nguyên cái dải này nuôi rắn hổ mang một mắt kính, nhưng mà nuôi theo từng chuồng và từng con một. Thức ăn chủ yếu của rắn hổ mang một mắt kính là các loại cóc. Thì mình không biết ở trong trại rắn Đồng Tâm thì bên trại rắn cho ăn gì. Còn mình thì như các bạn đã biết rồi đó, mình cho ăn chuột bạch.
bên này là đà điểu. Đà điểu thôi không quay nữa nha. Bên kia là thú móng vuốt, cũng không quay nữa ha. Bên này là chồn bạc má, thôi không quay luôn ha. Ở bên này có rái cá vuốt bé. Mấy bạn bói cá này dễ thương ghê. Hèn gì mấy bạn này bị săn bắt và buôn bán rất là nhiều. Thì các bạn biết rồi đó, ở Việt Nam thì có 2 hay là 3 loài rái cá gì đấy, nhưng mà loài nào cũng nằm trong danh sách được ưu tiên bảo vệ hết đó. Nên là các cái chế tài liên quan đến mấy bạn rái cá này rất là nặng nha. Nên các bạn nếu mà thấy mấy bạn rái cá này dễ thương thì các bạn cũng đừng có mua về nuôi nha. Tại vì các bạn sẽ vi phạm pháp luật rất là nặng luôn ấy. Đến khi mà các bạn bị xử lý thì nó sẽ rất là nghiêm trọng. Mấy bạn này dễ thương ghê. Nhưng mà các bạn nhìn về thôi, nhưng khi các bạn nuôi rồi các bạn sẽ thấy là mấy bạn này á, có cái mùi cơ thể rất là nặng. Nên là những cái hình ảnh mà các bạn thấy ở trên video, ở trên Facebook hay là trên YouTube đó, nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Còn sau đó các bạn sẽ phải dọn dẹp, rồi các bạn phải chăm sóc chúng rất là cực. Chúng ăn nhiều rồi, chúng ăn cá nữa, nên là cái thức ăn đã rất là tanh rồi. Nên là khi mà bạn ấy đi vệ sinh ra thì còn tanh hơn nữa nha. Nên là các bạn nếu mà các bạn có thích một bạn rái cá thì các bạn có thể đi xem ở Trà Đá Đồng Tâm hoặc là ở trong sở thú thôi, chứ các bạn đừng có mua về nuôi nha. Các bạn cứ thò tay ra, các bạn thò tay là dễ thương ghê luôn á. Các bạn ấy tưởng mình cho các bạn ấy ăn á, nên là các bạn ấy đang đòi ăn. Các bạn ấy đói cả ngày luôn đó các bạn. Bạn này đang thay lông nên là lông đang ngắn ngắn này. Trời ơi, đứng gần đã thấy các bạn ấy hôi rồi á. Rồi không biết là các bạn nuôi mấy bạn rái cá này ở nhà rồi các bạn ấy hôi như thế nào nữa. Bạn này cắn đau lắm. Bạn ấy có mấy cái ngón tay như người vậy đó, dễ thương ghê. Mấy bạn lớn này thì mập ơi là mập này, các bạn thấy không? Mập ơi là mập luôn. Đừng có cắn nha. Cho mấy bạn rái cá ăn. Kêu quá trời kêu. Mấy bạn này nuôi từ con non lên hả chị? Hèn gì không có sợ người vậy ha. Trời ơi, la lối sùm. Chị giống như là bảo mẫu của mấy đứa này ấy chị ha. Ngày nào cũng, nay em thấy đến giờ bắt đầu cứ đứng ngóng là em biết là chắc là khoảng tầm này chị đi cho ăn. Mấy bạn này chăm sóc tốt nên là bạn nào em thấy mỡ bắt đầu cũng bắt đầu mập lên rồi. Mấy bạn này có sinh sản ra thêm chưa chị? Dạ. Chị thường nếu mà đi vào đợt nào thì sẽ được xem lấy nọc rắn hả chị? Dạ, khi nào hết thì bắt đầu mới lấy đúng không chị? Chứ không có chủ động lấy theo thời gian cố định đúng không chị?
kêu ôm sùm. Mấy bạn này leo rất là tốt luôn. Y như là mấy đứa nhỏ nó đang khóc nó đòi ăn chị ha. Mỗi đứa một con hả chị? Mỗi đứa hai con. Một ngày ăn một bữa vậy ha. Ngày hai bữa, bữa sáng với bữa chiều. Anh nhìn thấy thương ghê. Anh nhìn rất là ngon miệng luôn á. Em cảm ơn chị. Ok vậy các bạn ha, tại vì là cái thời lượng của cái video này nó cũng dài rồi nên là mình sẽ dừng cái phần 1 ở đây, xong mời các bạn xem nội dung này tiếp theo ở phần 2. Thì trong phần 2 sẽ có giới thiệu về phòng tiêu bản này, hai bể rắn nuôi tập thể, một bể nuôi rắn lục và một bể nuôi các loại rắn chuột. Một tay ôm một con cá, xong rồi tay còn lại cắn con cá, tham ăn giữ thần luôn. Nhai xương mà nghe rắc rắc luôn đó các bạn. Xương con cá nó cứng vậy mà mấy bạn này nhai được luôn đó. Phần cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu các bạn về các cái sản phẩm của Trại Rắn Hồng Tâm đang kinh doanh. Thì xem là bên Trại Rắn Hồng Tâm kinh doanh những cái sản phẩm gì ha. Các bạn nhớ xem phần 2 nha. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của nội dung.